Donut thực sự rất vĩ đại. Vì không muốn các anh em bạn chó của mình bị hại, nó đã mặc mọi nguy hiểm để theo chị Bao La lên núi làm chó nghiệp vụ, để dọn sạch hết mấy thức ăn có độc. Cho dù nó có làm cho tay chân của mình bị trầy xước hết, lông thì rối hết lên, bị ong đốt nữa, bị heo rừng đuổi theo, hay là té xuống nằm lầy đi chăng nữa, nó cũng không hề một câu than vãn nào. Donut à, mày đúng là tội nghiệp quá đi. Mày thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đúng vậy, cả một con chó cũng đã bỏ ra nhiều công sức như vậy. Vụ gì sát thủ giết chó đã khiến cho người dân tại cổng đang rất lo lắng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng ta cần phải chủ động tấn công, bắt giữ sát thủ giết chó đó để trả lại môi trường sống an toàn cho loài chó. Mọi người cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy mấy con chó gặp nạn. Bắt được tên sát thủ giết chó đó, thiến hắn luôn đi. Vụ thiến sát thủ giết chó này, tôi sẽ miễn phí giúp anh khai đao luôn. Cảm ơn anh Ben nha. Tôi có thể thấy được mọi người đều rất nhiệt tình vì sự an toàn của cư dân và chó hoàng tây cống. Phòng khám chúng ta nên thành lập một đội tình nguyện viên, vì một ý chí bất khuất cùng nhau lên núi và cứ 4 tiếng một ca, dù cho mưa gió bão bùng cũng phải quyết bắt được tên sát thủ giết chó về đây quy án. Tôi sẽ nhắn lịch trực cho mọi người sau. Quan trọng là mọi người phải cho tôi lịch làm việc. Nhưng mà ban ngày có nhiều lịch hẹn khám lắm. Ê, tôi sợ nắng lắm, chỉ cần phơi nắng là tôi sẽ bị trúng gió. Không phải say nắng. Anh dẹp cái vụ trước đi. Tên sát thủ đó có thể sẽ hành động vào rạng sáng, anh sẽ không có cơ hội say nắng đâu. Tôi không có thức khuya được đâu. Tôi mà thức tới 12 giờ đêm nhìn tôi như xác chết vậy, nhớ tới phải đi cấp ẩm da. Cấp ẩm có thấy đỡ hơn đâu. Nè, buổi tối. Vợ tôi không cho tôi ra đường vào buổi tối. Tôi ở vịnh Sài Loan đó, đâu phải ở Tây Cống đâu, vậy nha. Tôi hẹn gặp mặt làm quen bạn trai cả tuần rồi. Anh có biết là mấy chuyện nhân viên này đâu có chờ chúng ta. Nè, lại chiêu này nữa. Nhận hành chim tinh, nói là không nên ra đường buổi tối hả? Vậy thì cô... Xin lỗi nha, chồng tôi mới vừa bị thất nghiệp, tôi phải dành thời gian cho ảnh. Cô chứ giả rồi. Anh Ben à, còn anh chắc là không có vấn đề gì đúng không? Alo, con nghe qua của ba. Mỗi tối trước khi đi ngủ, con muốn ba kể chuyện cho con nghe đó hả? Không thành vấn đề đâu. Con anh lớn rồi mà. Nè, chị Lan à. Hả? Chuyện là vậy, thứ bảy này chị tới nhà tôi dọn dẹp mà. Phải. Hay là như vậy đi nha, tôi trả thêm cho chị 10 đô mỗi tiếng. Sau khi chị tan ca thì cùng tôi lên núi làm từ thiện, cùng nhau bắt sát thủ giết chó, chị thấy có được không? Bắt sát thủ chó được phải, đó phải. Hay lắm, hay lắm. Nhưng mà vậy nha, lỡ như tên sát thủ chó đó bị điên, dùng dao lên đâm vô ngực tôi, tôi sợ bảo hiểm không chịu chi trả. Hay là cậu chờ tôi mua lại bảo hiểm, chịu chi phần này trước, tôi làm việc trước đi. Dựa vào trình báo của hàng xóm, thông thường thời gian hành động của sát thủ chó sẽ rơi vào khoảng từ 7 giờ tối cho tới 2 giờ sáng. Và địa điểm ra tay của hắn đa số là con đường leo núi của ngọn núi này đây. Và tối nay chúng ta phải lên núi tuần tra bắt sát thủ chó cho bằng được. Được. Ủa, sao mọi người tới trễ vậy? Thật ra chúng ta chỉ cần đợi chị Bao La tới là có thể xuất phát rồi. Sao anh nói có rất nhiều thanh niên trai tráng tham gia mà? Có, nhưng lúc nào cũng nói trai đẹp không đáng tin cậy. Đức Qua thì nói là nhà có nhiều đột xuất, còn Ngạn Tổ thì nói là nhà có tang. Triều Dĩ còn tệ hơn nữa, nó là tối nay phải tăng ca, rác rưởi, tất cả đều vô dụng. Họ mà là thanh niên trai tráng hả? Họ không phải thanh niên trai tráng hả? Vậy thì tôi là thanh niên, anh ấy là trai tráng, có đủ hết rồi. Đúng đó, một người chọi 10 người. Tốt lắm, thôi mà cho chú không khí đi chứ. Đội hình của chúng ta mạnh mà, tới tận 4 người luôn đó. Đội chung trên mặt trời cũng được nữa kìa. Có gì chút nữa chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, tôi với chị Bao La một nhóm, cô với anh Đới một nhóm, hiệu suất cao lắm đó. Ngọn núi rộng lớn vậy mà chỉ có 4 người chúng ta, tuần tra tới sáng vẫn chưa xong đó. Xin lỗi, tôi tới trễ. Đâu có trễ đâu, vừa kịp lúc mà. Đủ người rồi, đi thôi. Vẫn chưa đủ, vẫn còn người đang tới. Hello. Chào. Hello. Dạ. Ôi trời ơi, tốt quá rồi. Chắc là mọi người cảm động vì lời kêu gọi của tôi. Không. Lucilla nói với ông chủ cứ chúng tôi tới giúp đỡ, cho nên ông chủ nể mặt anh ấy. Chắc chắn là anh biết Lucilla quen biết rộng, chắc chắn có lợi. Anh nói nếu bọn tôi tham gia được thêm 2 ngày phép. Tính ra cô biết điều đó. Hy vọng anh ấy không nuốt lời. Vậy luật sư La đâu, ảnh có tới không? Anh đang tới. Vừa nhắc đã xuất hiện rồi. Luật sư La. Xin lỗi. Chào anh. Công ty có việc để tôi trễ. Chào anh. Nguyễn Sinh biết tối nay chúng ta hành động nên tự xin gia nhập, còn tìm thêm vài người hàng xóm để giúp đỡ. Mọi người vất vả rồi, cảm ơn. Như vậy mới là đội hình mạnh nè. Học hỏi đi. Thông tin hành động ngày hôm nay đã gửi cho mọi người, có vấn đề gì không? Không. Okay. Không vấn đề thì chia nhóm, một nam một nữ đi tìm hỗ trợ. Được. Paula, tôi với cô một nhóm. Được thôi. Tôi thì cảm thấy nếu đã đông người như vậy á, nên chia 4 người một nhóm đi.
như vậy sẽ an toàn hơn. Nhất quyết tôi với chị Paula thay luật sư La với cô y một nhóm. Được đó. Cũng được, vậy chia nhóm xong chúng ta xuất phát đi. Được. Nè, anh có biết luật sư La mấy tuổi không? Nhìn mặt già vậy chắc bốn mấy rồi. Vậy ảnh có bạn gái chưa? Nhìn cánh tay của ảnh cường tráng vậy chắc là ảnh sống một mình rồi. Có bạn gái thì đã không ra ngoài khuya như vậy. Sao vậy, cô thích anh ta sao? Nè, cẩn thận, nè, nhìn được một chút đi chứ. Đau quá à, uống canh nhân anh làm gì vậy? Nè. Có chuyện gì vậy? Cô sao rồi? Đau quá à, tôi trật chân đi không nổi nữa rồi. Vậy giờ làm sao đi? Giờ hết cách rồi, đành phải kiếm người cõng cô xuống núi thôi. Nè, để tôi cõng cô, nhanh lên. Không được, nhìn anh thư sinh yếu ớt, không đủ mạnh mẽ, chắc là không hay vận động rồi, đâu có đủ sức. Có khi nào đang cõng tôi rồi bị lăn xuống vực không? Cô nói vậy thực sự đúng quá đi, nhưng mà giờ cô không đi được rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Phải xuống núi bằng cách nào đi chứ? Không lẽ đi cô phải lăn xuống núi sao? Cứ để tôi. Được đó, luật sư La, nhìn là biết anh hay vận động rồi, tôi tin anh. Vậy chúng ta cùng nhau xuống núi. Không, không phải. Được. Nè, cô nghĩ đi. Khó khăn lắm chúng ta mới nhăn được lưới, tập hợp được mọi người tuần tra đủ bốn hướng. Lỡ như bốn người chúng ta khiến nỗ lực trở thành công cốc hết thì làm sao có mặt mũi nhìn mọi người nữa? Lúc đó sẽ rất có lỗi với trời và đất đó. Phải đó, phải đó. Nếu để sát thủ chó chạy thoát thì thật không đáng. Ừ. Nhưng cô... Thôi cõng cô xuống núi. Vậy hai người tiếp tục tìm nha. Đúng là tốt quá đi. Xem ra đây chính là cách duy nhất. Anh vất vả rồi. Cảm ơn. Vậy làm phiền anh nha. Đi. Cẩn thận nha. Từ từ thôi, đừng bị thương nữa. Coi chừng trật luôn cái chân còn lại đó. Đi thôi. Cẩn thận nha. Hai người nhớ cẩn thận nha. Anh cũng cẩn thận. Nên được cẩn thận nha. Đi đường bình an. Tạm biệt. Cô yên tâm đi, có luật sư La trong giường cô ấy, cô sẽ không sao đâu mà. Chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa, đi thôi. Cô nghe tiếng động đúng không? Trốn vào một góc đã. Nè, cẩn thận nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.